Xin chào mấy chú cô, một ngày mới tốt đẹp. Chúc cho mấy chú cô trúng mùa được giá vụ đông xuân. Miếng đất này, miếng lúa này bữa nay xịt cỏ lớn, cái này có bơm nước lên lấy ngót mấy chú cô. Cái này nó đất này nó khô quá cho nên bơm lên lấy ngót. Đó, rồi bữa nay là xịt cỏ lớn. Cái này là giống lúa đầy thông 8. Rồi. Miếng lúa này là bữa nay được 12 ngày mấy chú cô. Cái này xịt cỏ cũng hơi chảy chút, 12 ngày mới xịt. Bơm nước vô lấy ngót. Thuốc bù lạch mò là xịt cái gói tata đó. Đã, gói này thì nó cũng đặc trị cũng hay cho nên ai cũng đều xịt. Có người xịt ngừa không à, chứ không có xịt ấy đâu. Tại thì vụ này cũng ít có bù lạch mò lắm cho nên xịt ngừa không à. Con chủ này là xịt một thẻ này là hơn 2 bình đó, chưa không được 3 bình. Còn Cibolo này là xịt 50cc cho 1 bình 25 lít mấy chú cô, trong đó đó. Đó, xe velo này xịt 50. Đó, bữa nay có ông chủ này xịt 50. Cộng với cantanin. Đây. Cantanin này xịt 100. 100 cộng với Cibolo là cũng như là 150, mà Cibolo thì nó chỉ bồng với lục bình rau mát rau bợ rồi. Cantanin có chủ này bữa nay xịt khác hơn là xịt Cibolo nhiều hơn. Hôm trước cũng có ông chủ mà xịt có 30 và còn ông này xịt tới 50 rồi. Mà hôm trước thì cantanin ông kia ông xịt tới 180, còn ông này thì xịt 100, mà Cibolo thì tăng lên. Rồi thêm cái thuốc dưỡng rễ nữa. Đây. Cái chai thuốc họ mình có nói là Winfer, là này đây. Đó, Winfer. Phân bón di lượng. Hạ phèn giải độc hữu cơ, hiệu bò sữa. Là cái chai này là xịt vô là nó hay lắm mấy chú cô, là cây lúa mình nó cao lên. Đó, nó cao, nó kéo cây lúa mình nó cao, nó dài lên. Nó xanh luôn, chứ không phải mà nó về nó cao mà nó vàng mà nó xanh luôn, vẫn xanh. Đó. Hổm mình có miếng lúa mình quay sọc phân đó là nó xanh đó. Là cái chai thuốc này đây. Nguyên 10 rễ luôn. Đó. Phát triển bộ rễ nhanh luôn. Cái chai đó thì cũng tùy theo chủ thôi, muốn xịt nhiều xịt, muốn xịt ít xịt. Mà đa số thấy xịt từ 60 không à. 50-60 trở lên không à. Chứ không có xịt ít. Ông đưa đó 2 chai hả? Chai 15 bình. Thì là 65 cc. Xịt cho 1 bình 65 cc. Thank you.
lúa này 12 ngày mà nó cũng không có cao gì mấy, tại lúa này hổng nó quá khô đó. Rồi ổng mới bơm nước vô ổng lấy ngót. Mấy chú cô bơm nước vô ổng lấy ngót. Giống lúa đời 08, xả giống 25 kg công. Con làm cắt con ngày 296 m². Là giai đoạn 12 ngày xịt thuốc cỏ lớn cộng dưỡng rễ. Hai loại thuốc cỏ là Bacillo với Cantanin. Bacillo 50, Cantanin 100 với bù lạch với dưỡng rễ. Video đến đây là hết, và xem và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Đại Lúa. Xin chào và hẹn gặp lại.